Câu hỏi thứ 16. Một học viên bị mẩn ngứa toàn thân, cục ngứa rắn có màu thâm đen, ngủ không được vì rất ngứa. Chữa trị nhiều nơi nhưng không bớt, có khi trở nặng. Xin thầy cho lời khuyên. Thì cũng vậy, tất cả những cái biểu hiện ngày nay, không biết là ngày hôm nay ban tổ chức đã cho chúng ta xem chưa? Tức là chúng ta có quá nhiều chất độc trong thức ăn, trong thức uống, trong tất cả những cái phương tiện chúng ta sử dụng trong đời sống của chúng ta. Xin lỗi quý vị, là ngay cả cái nước để chúng ta sử dụng tắm rửa nó cũng có hóa chất độc. Xà bông gội đầu, xà bông tắm, xà bông rửa tay, cồn, vân vân và vân vân, từ thức ăn, thức uống bên trong cho tới tất cả những cái chúng ta để bên ngoài. Và đây chưa biết là bệnh nhân nam hay nữ, nếu là người nữ nữa thì chúng ta càng bị rối hơn nữa. Bây giờ chúng ta sử dụng mỹ phẩm, sử dụng hóa chất, chúng ta bôi trét lên da, lên mặt quá nhiều. Chúng ta sử dụng áo quần quá nhiều, mà tất cả những cái áo quần, may mặc, vải dệt ngày nay thì nó có quá nhiều hóa chất đi. Vậy thì chúng ta đưa vào cơ thể chúng ta qua từng cái lỗ chân lông liên tục mà chúng ta không biết. Ngay cả cái việc hít thở cũng vậy, trong không khí, trong môi trường chúng ta có quá nhiều chất độc. Mà nếu chúng ta không có mặt trọn vẹn tỉnh giác cho từng hơi thở để nó nhận biết những cái điều không tốt đẹp đang đi vào cơ thể, nó báo về bộ chỉ huy để bộ chỉ huy chuẩn bị tiếp cận và xử lý, thì như vậy chúng ta cứ vô tình đưa chất độc vào cơ thể của mình liên tục qua từng hơi thở, thì nó không đưa ra được hết. Tức là khi cái đường vào càng ngày càng nhiều mà cái đường ra càng ngày càng ít thì nó tích tụ lại. Thì cái điều này chúng ta cũng đã giải thích hôm nay rồi. Quý vị thấy đó, cái căn nhà khi mình mới dọn vào nó rất là trống trải sạch sẽ, nhưng mà tại sao chúng ta có mua đồ mới vào, bỏ đồ cũ đi, nhưng mà càng ngày càng ở lâu bao nhiêu thì cái nhà của chúng ta càng bề bộn bấy nhiêu, càng tù túng, bế tắc, hôi hám, ẩm mốc, cho đến kiến chuột gián nhẹ nó phát sinh. Vậy thì trong cơ thể chúng ta cũng vậy, chúng ta tích lũy rất là nhiều chất độc thì giờ nó không xả qua được đường đại, đường tiểu, đường mồ hôi, thì nó cứ tích lũy dần dần và nó tạo ra những cái vấn đề đó. Vậy thì chúng ta phải cố gắng dọn dẹp cái cơ thể của mình bằng cái phương pháp thanh lọc này. Ít nhất là 3 tuần lễ quý vị sẽ thấy nó chuyển hóa tuyệt vời. Okay. Chứ còn không có cái phương pháp nào khác hết. Càng sử dụng những cái gì bên ngoài, càng dựa dẫm vào thuốc tây, thì coi chừng chúng ta càng đưa chất độc vào cơ thể của mình.